Hồng Dưa Xì si Bít Nhậm Sa Luân Kính Nghiệp Vương Nhất Bác Địch Đại Nhật Ba Hợp Tác Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đã đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Tài nguyên thời trang của lệ dĩnh ngày càng tốt Mấy năm qua khí chất của Lệ Dĩnh đã thay đổi rất nhiều, biểu cảm đã có sự tiến bộ lớn và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đặc biệt là khoảng thời gian sau ly hôn. Mỗi khi tham gia các sự kiện, những nét quê mùa năm xưa không còn hiện hữu. Nên giờ đoàn đội của Lệ Dĩnh rất tự tin mua hotshot ảnh chưa chỉnh sửa. Trong ảnh chụp tạp chí mới đây, Lệ Dĩnh gây ra tranh cãi rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận là tài nguyên thời trang của cô ấy bây giờ tốt hơn ngày trước nhiều. Chị em Hòa Tụng cũng bỏ ra không ít công sức. Chỉ có điều tài nguyên thời trang là tất cả những gì mà hoạt Tụng mang đến cho Lệ Dĩnh hòa tụng chẳng giúp gì được cho cô ấy về tài nguyên phim ảnh. Rất nhiều tài nguyên đều đã tự cô ấy đi lấy về. Ngoài ra Lệ Dĩnh hiện tại cũng đang muốn thử sức với công việc hậu trường. Và chuyện này cũng dần được triển khai. Không phải là giải nghệ để về hậu trường đâu bởi trong làng giải trí có rất nhiều ngôi sao kiêm luôn việc chế tác. Như thế có thể giúp họ kiếm được thêm một khoản. Vương Nhất Bác và Địch Địa Nhật Ba có khả năng hợp tác hay không? Mới đây có tin đồn Vương Nhất Bác và Địch Địa Nhật Ba sẽ cùng tham gia bộ khó dỗ dành nhưng không lâu sau đó đoàn đội Vương Nhất Bác đã nên tiếng bác bỏ việc này. Nói thật Vương Nhất Bác và Nhật Ba là song đỉnh nêu có địa vị cao trong giới. Một bộ phim như khó dỗ dành làm sao có thể mời nổi hai người họ hợp tác cơ chứ. Hơn nữa Vương Nhất Bác và Nhật Ba thời gian này sẽ không tiếp xúc với phim thần tượng. Vương Nhất Bác giờ đang tập trung cho màn ảnh rộng, còn địch địa Nhật Ba hướng tới chính kịch. Còn về lý do khiến Vương Nhất Bác cùng địch địa Nhật Ba bị gọi tên trong khó dỗ dành là vì bên nhà sản xuất muốn phim hot hơn để lôi kéo đầu tư. Phía Vương Nhật Bác phủ nhận nhanh, do không muốn đi giúp người khác tạo nhiệt. Đài từ của Nhậm Gia Luân đã tốt hơn. Thỉnh quân gần đây xuất hiện với tần suất cao, rõ ràng đang tiến vào giai đoạn tuyên truyền rồi, có lẽ sẽ chiếu trong quý 3. Chất lượng của bộ phim này cũng khá cao, có Nhậm Gia Luân và Lý Thẩm nên các bạn có thể chờ đợi. Đặc biệt là trong Thỉnh quân, Nhậm Gia Luân còn dùng giọng gốc, vốn diễn xuất của anh ấy đã rất ổn, chỉ vướng mắc ở mỗi đài từ. Nhậm Gia Luân rất chú ý đến điều này nên anh ấy đã mời giáo viên đến dạy đại từ. Có thể thấy trong trailer của Thỉnh quân thì anh ấy đã tiến bộ rất nhiều. Mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Đường Yên thế nào? Tuy rằng hai người cùng tham gia story phim tiên kiếm kỳ hiệp nhưng vì Lưu Diệc Phi khi đó còn nhỏ, gia đình lại quản nghiêm nên cô ấy không chơi cùng nhóm Hồ Ca, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên. Sau này khi đóng chung trong bộ, Lộ Thủy Hồng Nhan thì họ mới thành bạn. Lúc Đường Yên và La Tấn ở bên nhau thì hai người mới chân thân vì La Tấn với Lưu Diệc Phi là bạn học. Theo tôi được biết thì Lưu Diệc Phi và Đường Yên có hợp tác cùng đầu tư, họ có mối quan hệ, nợ ích gắn chặt với nhau. Bộ phim tiếp theo mà Dương Dương đang đàm phán là điện ảnh, tài nguyên của anh ấy khá tốt, công tác bảo mật rất chặt chẽ. Trong sự kiện mời đây anh ấy rất kín tiếng nhưng không mờ nhạt, nói chuyện với Trương Tử gì cũng rất vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.